đỗ đón bằng bơ à. Giờ không chơi bằng cân nữa. Chợ Tết quê em à. Chợ Tết quê em à. Xem các bà bán lá rong. Chắc xăm lá về gói bánh chưng à. Vâng. Quay xong hắn có tiền hắn mua. Bà bán lồng rồi. Cháu vừa lấy về đấy. Lấy cái mớ này chứ nào. Cháu vừa lấy ba mớ này. Rồi đeo lắm. Các bà đi sắm Tết này. Bà cho tiền này. Quay cho các bà lên mạng. Các bà đang sắm Tết này. Mực vừa ngon vừa rẻ 250 một cân. Mực to 200.000 một cân này. Bà con cứ ra chợ Phổng gặp Thu Hà khác có. Đấy người đẹp. Người đẹp bán cá, bán mực này. Chị này bán cá chim mà rất to à. Con là tầm 5 cân. Gà Tết của em này, màu đỏ rất đẹp. Đây là gà chạy bộ. Gà mái ghẹ này. Cứ ra chợ Phổng Vân Nham rất nhiều gà. Quay gà phải mua.
Càng vui. Người đẹp mà bán mật đây. Ai ra kẹo khẩu si của Dung Sáu đây. Đây Dung, đây Sáu bán mật ở chợ Phổng Vân Nham. Ai ra mua mật cứ ra ủng hộ nhá.